Khách anh vẽ được cầu thủ này. Đó, hình gì đây? À, hình cầu vòng à. Là cầu thủ nào nhỉ? À, được mệnh danh là Messi của Việt Nam khi sở hữu cái chân trái đầy ma thuật, khả năng qua người và dứt điểm cũng rất tốt. Đáng nhớ nhất là bàn thắng cầu vồng tuyết ở Thường Châu năm ấy đã tạo nên một cơn sốt trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Anh ta là chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 và cũng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Và anh ta chính là